Của bên nào nhỉ? Đình Trọng vừa bước ra nhưng mà lại không biết lại đi cửa nào nữa rồi. Đi ở đâu cậu? Hay ra cửa VIP à? Đi khác cậu. Đây là các bạn thấy Đình Trọng chưa ạ? Kìa, Đình Trọng đang chống nạng để chuẩn bị bước ra kìa. Đây rồi. Các bạn thấy chưa ạ? Rất đẹp đúng không? Rất đẹp trai. Trở về. Ôi kéo. Quan trọng là anh thôi nha. Đúng luôn. Thank you.
Thank you.
có suy nghĩ gì. Đây, tôi nhìn tạm. Vậy là đã về thành công. Dừng xem các livestream ở đây nha mọi người.